A à Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 6 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A à Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 6. Chương 411 Mười vạn chiêu hồn Giang Thiếu Bạch nhìn Hàn Uy Thân sắc bất đắc dĩ Mà nói Ê Tiên sinh Hiện giờ cậu tìm tôi rút cuộc là vì chuyện gì Hàn Uy xấu hổ Bạn học Giang Anh xem tình huống này Phải làm sao bây giờ Giang Thiếu Bạch chống cằm nói Làm sao Ê tìm hiểu xem vấn đề cụ thể như thế nào Rồi tìm chiêu hồn lại là được chứ sao Lão đầu trước đây thường làm chuyện này Tự hồ rất dễ dàng Một lần thu đã hai ba trăm đồng Hẳn là cũng không tính là việc khó Giang Thiếu Bạch hiện tại đã có mấy chục vạn Đối với sự tình vài trăm đồng Hắn cũng không có hứng thú Hàn Uy sốt ruột Bạn học Giang làm chứ Hàn Uy lúc trước đã hỏi thăm qua Về Giang Thiếu Bạch Giang thiếu bạch này sau khi qua sự tình đón được hoàng bội bội nhảy lầu ở trong học viện là vô cùng nổi danh ở trường yên đại có rất nhiều người suy đoán Giang thiếu bạch khả năng đã từng luyện qua công phu là một võ lâm cao thủ bởi vì chuyện này Hàn uy đối với Giang thiếu bạch là vô cùng tin tưởng biết được rằng Giang thiếu bạch có những năng lực mà người bình thường không có à... tôi dù sao vẫn là một sinh viên học tập mới là nhiệm vụ của tôi tôi cũng không phân tâm quá nhiều vào giam ba cái câu chuyện đó đó giang thiếu bạch nghiêm túc nói Hà uy nghe lời của giang thiếu bạch làm cho vẻ mặt ngây ngẩn cái tên này vừa rồi còn nói thần nói quỷ dọa người trong giây lát lại hóa thân thành một học sinh nghiêm túc Hà uy đầu óc liền có chút không chuyển nổi tôi, có thể giả tiền nó không giang thế bạch lời biến cậu nguyện ý giả bao nhiêu là mười vạn đó cái gì là 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 10 vạn Giang Thiếu Bạch Đột nhiên Phun hết cả ngụm đồ uống Ở trong mồm ra Ánh mắt lập lòe. Hắn chớp chớp mắt 10 vạn Bà mẹ Quả nhiên kinh đô Cũng không giống như ở nông thôn Vung tay một cái Cũng là không có bình thường Lão đầu nói không sai Học pháp thuật Có thể kiếm tiền rất nhanh Bất quá hạ Vì sao Mà lão đầu giang bán tiền kia Là vẫn nghèo như vậy Không lẽ nói gì? Sư phụ kỳ thật là một cái tên đúng là lão vương bát đàn sao giang thiếu bạch thẩm nghĩ thất sách lần trước quay về đạo quan cũng nên hào hào kiểm tra một chút nó không chừng là lão đầu kiếm được rất nhiều tiền chẳng qua giả những nghèo giả khổ và giấu tiền ở đâu đó ờ à, được rồi à, tôi nhận đây là nể mặt lắm đâu giang thiếu bạch nói hàn uy nghe giang thiếu bạch đồng ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trên diễn đàn của trường đại học yên đại có nói giang thiếu bạch yêu tiền như mạng thu tiền của mỹ nữ cũng không co chớp mắt nhìn xem có vẻ là thật bất quá may mắn là đối phương còn thích tiền Nó cách khác nếu như đối phương mà không thích tiền thì còn khó đả động sau khi nói chuyện xong với hàn uy giang thiếu bạch bắt đầu ước định thời gian ra khỏi tiệm trà sữa giang thiếu bạch đi về ký túc xá bách quang vũ tràn đầy tò mò liếc mắt nhìn hắn ê lão tứ ai tìm cậu vậy là một người mới quen ở công viên giải trí đâu Bách Quang Vũ kinh ngạc Ê là, là chuyện cậu thông đồng với Diệp Đình Vân phải không Cái tên ngốc Bách Quang Vũ này Nói dường như là hắn và Diệp Đình Vân Có gì, điều gì đó mờ ám Lão đại Cậu nghĩ cái gì vậy Là đàn ông đó Bách Quang Vũ cười cười hay à, thời đại này đó người ta thường là có thể là cả nam cả nữ đó rồi thậm chí có nhân quỷ luyến người và động vật luyến so sánh với việc đam mỹ nam nam luyến thì cũng chỉ là chuyện nhỏ đâu giang thế bạch khoanh tay nghiến răng lão đại cậu có thể đừng có nghĩ bệnh nghĩ bạ trong đầu được hay không cậu cứ như vậy đó về sau tiếp quản công ty nhà cậu đó công ty nhà cậu sẽ rất nguy hiểm nó có biết hay không hay à, lão tứ à tôi rất giỏi kinh doanh đó ra khỏi trường Yên Đại, Hàn Uy cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm đi về bệnh viện. Uy ca, anh đã trở về. Tưởng Minh nhìn Hàn Uy hỏi thăm một tiếng, Hàn Uy gật gật đầu. Sắc mặt của Hàn Uy làm cho Tưởng Minh có chút ngây ngô. Uy ca, anh đi đâu vậy? Này, anh có phải là không biết chuyện gì sao? Hàn Uy liếc sang nhìn Tưởng Minh, biết cái gì? Tưởng Minh khó xử. À, lúc trước là anh phản đối Hàn Chu đi nhà ma. Tưởng Minh gãi đầu có chút chuột dạ. Nhà ma này làm sao lại đáng sợ chứ? Hàn Chu nghe xong lời này mới chịu đáp ứng đi vào. Kết quả sự tình lại thành ra như vậy. Hiện tại nhớ tới, Tưởng Minh đối với Hàn Uy thái độ là rất ngây ngô, không hiểu. Bọn Hàn Uy lá gan cũng rất lớn, hơn nữa cũng đã đi nhà ma rất nhiều lần. Lúc đó Hàn Uy lại phản đối Hàn Chu vào nhà ma, nói Hàn Chu nhát gan, không chịu được kinh hãi. Hàn Uy liếc mắt nhìn Tưởng Minh cũng không cần quá lo lắng đâu Biểu đệ nhất định là sẽ tốt lên thôi Uy ca Ở thời điểm công viên trò chơi Này Có có đứa bé nói Hàn Chu có hai cái đầu Diệp Tinh Thời điểm nói Hàn Chu có hai cái đầu Đám người Tưởng Minh và Hàn Uy đều nghe được Vài người lúc ấy Còn cười nhạo Là cái đầu của Hàn Chu to Cho nên bị trẻ con nhìn thành hai cái đầu Tưởng Minh nhớ tới mà bỗng nhiên nổi cả da gà Hàn Uy nhìn Tưởng Minh ở trong nhà vệ sinh Mình nghe được Hà Nội lúc đó nghĩ rằng Thiếu Bạch là cái tên ăn nói lên thiên Nhưng cũng không đem chuyện này nói cho bọn tưởng Minh Uy ca Anh anh nói Liệu có phải đứa bé đó nhìn thấy sự tình gì Hà Nội nhìn tưởng Minh Có chút ngoài ý muốn Tưởng Minh vẫn còn nhớ chuyện này Nếu như không phải ở trong buồng vệ sinh Hắn nghe được giang Thiếu Bạch nói chuyện với đứa bé kia Hẳn là sẽ không nghĩ Không để chuyện đứa bé nói ở trong lòng Trường 42, Hoàng Bội Bội tới chơi. Giang Thiếu Bạch nghỉ ngơi ở ký túc xá một hồi, sau đó cùng đám Bách Quang Vũ đi loanh quanh một chút. Diệp Đình Vân đi vào phòng học, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Giang Thiếu Bạch, làm cho bọn Bách Quang Vũ kinh sợ. Lần trước, Diệp Đình Vân tới muộn, thời điểm tới, trong phòng học sai biệt, đều đã có chỗ ngồi. Vừa lúc, ở bên chỗ Giang Thiếu Bạch còn ghế trống, Diệp Đình Vân mới ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch, Lần này Diệp Đình Vân đến sớm Trong phòng học rõ ràng là trống rất nhiều Giang Thế Bạch chớp mắt Nhìn người bên cạnh có chút ngạc nhiên Không hiểu vì sao Diệp Đình Vân lại đột nhiên ngồi đây Có người ở công viên trò chơi tìm cậu sao Ở à, đúng vậy đó Tin tức của Diệp Đình Vân quả thật Là rất linh thông Không lẽ có người theo dõi mình Người đó tìm cậu có chuyện gì Diệp Đình Vân tùy ý hỏi À nhận được túi tiền của tôi Đến cảm tạ đó Giang Thế Bạch nói diệp đình vân liếc mắt là ví tiền của cậu bên trong có bao nhiêu tiền chứ giang thiếu bạch xấu hổ gật gật đầu không đáng bao nhiêu là người ta người tốt thôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền mà ngàn dặm xa xôi lại còn đến trả đâu giang thiếu bạch chớp chớp mắt thầm nghĩ thoạt nhìn giống như kẻ nghèo hèn lắm hay sao gần đây ta đã kiếm không ít tiền đó chỉ bằng một chút tiền ấy thì thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ có rất nhiều tiền đối với mình Nhưng đối với Diệp Đình Vân đại khái Cũng chỉ bằng một cái lông chó Diệp Đình Vân lặng lặng Nhìn thẳng vào Giang Thiếu Bạch Làm cho hắn có chút trột dạ Thật sự là trả ví tiền sao Giang Thiếu Bạch nghiêm trang nói Tôi lừa cậu làm gì Diệp Đình Vân khẽ cười một tiếng Ý vị thâm trường <laughs> Ai mà biết được Này làm sao cậu biết việc này Giang Thiếu Bạch lờ đáng Diệp Đình Vân nửa đùa nửa thật Ở trong học viện À, có người cảm thấy tôi và cậu có vấn đề, cho nên đem tình huống báo cho tôi đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Nếu như thật sự như vậy thì rất là phiền toái. Toàn bộ trường học đều là kẻ hâm mộ của Diệp Đình Vân, rất có khả năng trở thành tai mắt của hắn. Một mùi hương nhàn nhạt, nhạt bay ra. Giang Thế Bạch hít hít, nhịn không được nhíu mày. Hương vị ở trên người của Diệp Đình Vân cuối cùng đã trở lại. Mùi hương này, tự hồ như thanh đạm hơn trước một chút. Giang Thiếu Bạch cân nhắc Có thể mùi hương này là phát ra Từ trong cơ thể của Diệp Đình Vân Chờ đến khi mùi hương này Nồng đậm như lần trước Diệp Đình Vân chỉ sợ cũng sẽ biến thành cây Như lần trước Hết buổi học Giang Thiếu Bạch quay về Cái túc xá đám người Bách Quang Vũ Lập tức vây quanh Giang Thiếu Bạch trợn mắt Này các người muốn làm gì vậy Ây ha à, lão tứ Từ bao giờ cậu và Diệp Đình Vân Thân như vậy đó Giang Thiếu Bạch vẫy tay Đâu có gì là thân đâu À, cũng như gọi là quen biết xã giao đâu Bách Quang Vũ lắc đầu Không nghĩ tới ê, Không tưởng tượng nổi tôi còn tưởng rằng <cười> <cười> Hóa ra Kết quả thật sự là Cậu và Diệp Đình Vân có vấn đề rồi Trước kia Bọn họ ở trong ký túc xá Thời điểm nói đến Diệp Đình Vân Giàng Thiếu Bạch cũng không ít lần nói Diệp Đình Vân cũng chỉ là cái loại tiểu bạch kiểm Giàng Thiếu Bạch phất tay nói Đừng có nói lung tung Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi Diệp Đình Vân có thể là không nghĩ tới Tìm bạn gái Cho nên tôi ngồi bên cạnh này Không phải chỉ là chỗ ngồi hay sao Đâu có gì là ghê gớm đâu Bách Quang Vũ gật gật đầu Ờ cũng đúng nữa Giang Thứ Bạch nằm dài ở trên giường nghĩ thầm Tên này làm người cũng không có dễ Nhất cử nhất động đều bị châu ý Làm một chút gì đó liền phải nghĩ ra một đống cớ Nếu như Biết rằng Hắn là đồ đệ của lão sư phụ Giang Bán Tiên Lại còn có cả hôn ước với Diệp Đình Vân Như vậy nhất định sẽ thành một chủ đề nóng bỏng để người ta bàn tán Một trận tiếng đập cửa vang lên Quách Phạn ra mở cửa Lại giật mình nhìn ra là Hoàng Bội Bội à, Hoàng Học Tỷ ờ, à, à, sao, sao cô lại tới đây Mời vào mời vào Giang Thiếu Bạch liếc qua cửa Hoàng Bội Bội lần trước Sau khi đến biếu hắn 30 vạn Cơ bản cũng không có gì qua lại Giang Thứ Bạch cũng không hiểu Đối phương tại sao lại tìm đến cửa Bạn học Giang Đã lâu không gặp Giang Thế Bạch gật đầu Ờ, à, đã lâu không gặp Tôi có chút việc là muốn nói riêng với anh Không biết bạn học Giang có rảnh hay không Giang Thế Bạch chớp mắt Cái này không tốt lắm đâu à, Hoàng học tỷ hẳn cũng biết Gần đây ở bên ngoài lời đồn bay đầy trời Có lẽ là nên bỏ đi Chuyện hắn tỉnh tay ba ồn ào huyên náo Hắn cũng chẳng nghĩ tới Ngay lúc này Lại muốn làm đề tài câu chuyện cho người ta Được thôi Hoàng bội bội nói Bạn học Giang Xem ra quan hệ với bạn học Diệp không tệ Giang Thế Bạch chớp mắt À cũng không tính là quá tốt Bọn họ Cũng đâu có thân quá đâu Bất quá gia hỏa Diệp Đình Vân này Phòng trừng cũng không có quan tâm Sự tình lần trước Tôi còn chưa kịp cảm ơn bạn học Giang Lần này tôi cố ý là mang một phần lễ vật nữa cho bạn học giang đó Ê, học tỷ đừng quá khách khí lần này hoàng bội bội tặng là một cái bánh kem ở gần trường có một tiệm bánh kem rất nổi tiếng một cái bánh kem nhỏ cũng phải đến vài trăm đồng giang thiếu bạch là một tên quê mùa tự nhiên mà rất tiếc tiền mua cái bánh kem này tự hồ là rất đắt giang thiếu bạch nói hoàng bội bội cười cười bạn học giang thích là được rồi nàng vừa đi mấy người trong ký túc xá nhất thời đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn Giang Thiếu Bạch. À, lão tứ, à, đầu của cậu bị ngu à? Bách Quang Vũ giận, luyện sắt không thành thép. Giang Thiếu Bạch liếc mắt. đầu của cậu mới bị ngu. À. Hoàng Bội Bội là xinh đẹp, thế nhưng nàng không phải là hình mẫu của tôi thích. tôi á là thích tiểu sử nam. kết quả thì sao? bị người ta nói bắt cá hai tay, bị tình tay ba, bị nam nữ đều ăn. các người có biết? Tôi oan ức bao nhiêu không là nỗi oan thiên cổ đó Giang Thiếu Bạch nói xong lời này nhịn không được ngữ điệu vô cùng thê thảm Bách Quang Vũ vỗ vai hắn nói Ê à, lão tứ Sử Nam cũng không có phải sự tình vinh dự gì đó Quách Phạn cũng gật đầu phụ họa Ê đàn ông là có bản lĩnh chứ Giang Thiếu Bạch còn mẹ nó chứ giữ mình trong sạch như Sử Nam vậy mà bây giờ lại bị mang tiếng như vậy thở dài Nói đến Đúng là cái trường này không có công bằng mà Nữ sinh có thể tùy tiện vào ký túc xá nam Vậy mà không cho nam sinh tùy tiện vào ký túc xá nữ chứ Bọn Bách Quang Vũ cạn lời Tên gia hỏa lão tứ này Cũng không phải loại tầm thường chứ Có nữ sinh nguyện ý đến tận nơi này tìm mình Chẳng phải là rất tốt hay sao Giang Thiếu Bạch mở ra hộp kem Ăn xong rồi Có chút kinh ngạc cảm thán Cái bánh kem này ngon thật đó Chỉ là nhỏ quá Bách Quang Vũ chừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch một hồi Xem Giang Thiếu Bạch không dao động liền trực tiếp Nói chuyện về bánh kem Quách Phạn cùng với Lý Vũ Hàm Cũng gia nhập vào trong câu chuyện Này nói đến cũng kỳ quái Hoàng học tỷ vì sao lại mang bánh kem tới vậy Lý Vũ Hàm có chút hoang mang Giang Thiếu Bạch sự tình cứu người đã qua lâu Hoàng bội bội cũng đã tặng thẻ ngân hàng Hiện tại lại đưa bánh kem tới Đúng là có chút kỳ quái giàng thiếu bạch liếc mắt nhìn mấy người khinh thường đạo lý đơn giản như vậy các người không rõ sao thật là một cái đám chảy gỗ bách quang vũ tò mò lão tứ cậu biết sao cậu nói xem là vì sao ở trên mạng có rất nhiều người nói tôi và diệp đình vân có dính nếu cho nên hoàng học tỷ biết à, tôi là tình địch của nàng biết tôi là một tình địch cho nên muốn đến đây thử tôi một chút xem là thật hay là giả đó bách quang vũ hít một hơi khí lạnh dùng ánh mắt không thể tà nổi nhìn giang thiếu bạch một lúc sau mới vỗ vỗ vai ê à, lão tứ cậu thật sự là suy nghĩ sâu xa đó giang thiếu bạch mỉm cười nghĩ thầm cái tên lão đại này ngu ngốc đem chân tướng nói cho những tên này có đồ ngốc căn bản cũng không có tin đúng là đàn gầy tai châu được rồi tôi đi ra ngoài đây ê cậu đi đâu vậy lão đại cậu hỏi nhiều như vậy làm gì tôi là một người đàn ông bình thường Hẳn là phải có cuộc sống về đêm chứ? Lão tứ này cậu tính là phá thân xử nam phải không? Lý Vũ Hàm tràn đầy tò mò, Giang Thiếu Bạch nhếch mép cười thần bí, rồi xoay người rời đi. Ra khỏi ký túc xá, Giang Thiếu Bạch thở dài. Hề, mình đâu có tiêu xái đến như vậy chứ? Mình là đi kiếm tiền chứ không phải đi ăn chơi đâu. Hắn ngồi xe đến bệnh viện, Hàn Uy đợi vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Giang Thiếu Bạch cũng đã tới. Bạn học Giang, bạn học Giang là cậu cũng tới Là cha mẹ của biểu đệ tôi cũng đã về Giang Thiếu Bạch gật gật đầu Ở bệnh viện Người nhiều mắt tạp Cho nên hắn trước đó đã thường nghị qua với Hàn Uy Chờ đến buổi tối thanh tĩnh một chút rồi qua Đi thôi Hàn Uy mang theo Giang Thiếu Bạch vào phòng bệnh Hàn Chu cũng đang nằm Bất trì bất giác ở trên giường Bạn học Giang cậu xem Là thiếu một hồn một phách Giang Thiếu Bạch lấy từ trong ba lô ra ba cây dẫn hồn nhang châm lửa rồi bắt đầu chiêu hồn sau một hồi chiêu hồn thân thể của hàn chu dường như giật giật bất quá rất nhanh lại chìm vào yên lặng giang thiếu bạch đã xem lão đầu tử chiêu hồn rất nhiều lần bất quá mình chiêu hồn lại không có thuận lợi như trong tưởng tượng hàn uy nhìn hàn chu không có phản ứng gì trong lòng có chút bồn chồn bạn 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 học giang tình tình hình thế nào thiếu một hồn phách không có trở về hẳn là bị giữ lại giang thiếu bạch nhàn nhạt nói hàn uy vội vàng phải làm sao bây giờ hắn liếc mắt đến công viên giải trí xem một chút hồn phách hẳn là bị giữ lại ở nhà ma nhà ma rất nhiều ma quỷ thời gian dài chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện bất quá hắn bên này châm lửa đốt dẫn hồn hương mà không có phản ứng chứng minh chuyện này hẳn là cũng chưa có vấn đề gì quá ghê gớm hiện tại đến công viên giải trí sao hàn uy hỏi đi càng sớm càng tốt bởi vì thời gian càng để lâu sẽ càng có vấn đề hàn uy gật đầu tôi hiểu để tôi đi lấy xe hàn uy mang theo giang thiếu bạch lái xe tiến vào công viên giải trí thời điểm hai người đến công viên đã là một giờ sáng công viên đã sớm đóng cửa bất quá đối với giang thiếu bạch mà nói cũng không là vấn đề gì hắn rất nhẹ nhàng mang theo hàn uy nhảy qua tường vây tiến vào trong công viên hàn uy nhìn một thân khinh công của giang thiếu bạch không khỏi kinh hãi nguyên bản hàn uy còn đang hoài nghi chuyện giang thiếu bạch liệu có thật sự cứu người hay không nhìn thấy hắn nhảy cao lên ba trượng sau đó đứng ở trên tường thò tay xuống mà kéo mình nặng đến gần bảy mươi kg phóc một cái lên trên tường mà nhảy xuống dưới kia thì không còn dám nghi ngờ gì nữa chương bốn mươi ba Hàn Uy bị bắt Hàn Uy theo Giang Thiếu Bạch đi đến gần nhà ma rụt rè Bạn bạn học Giang thế nào Giang Thiếu Bạch nhìn la bàn ở trong tay Kim đồng hồ trên la bàn nhanh chóng chuyển động Ở bên trong đó Bất quá đang bị giữ Tôi đi vào Mang người ra Anh ở đây canh chừng Ờ ừ, được rồi Ban ngày công viên trò chơi người đến kẻ đi náo nhiệt Bất quá ban đêm thì không có như vậy hàn uy đứng ở bên ngoài nhà ma nguyên bản hắn đã đồng ý với giang thiếu bạch thế nhưng sau khi giang thiếu bạch vào trong trong lòng của hàn uy liền cảm thấy lạnh lẽo có chút hối hận biết thế mình đi theo vào ở bên trong nhà ma có rất nhiều quỷ ảnh bởi vì nhà ma kiến tạo rất chân thật ở nơi này trông giống như là âm tạo địa phủ vậy quỷ ảnh không coi ai ra gì mà tha hồ du đãng giang thiếu bạch rất nhanh tìm được hồn phách của hàn chu hàn chu đang bị mấy tên tiểu quỷ bắt lấy mà đùa giỡn hàn chu tựa hồ buồn bực nhưng cũng không dám phản được phản ứng lại sau khi tìm được hàn chu giang thiếu bạch đi qua mấy tên tiểu quỷ tựa hồ phát hiện ra giang thiếu bạch cực kỳ nguy hiểm liền giải tán hàn chu nhìn giang thiếu bạch giật mình hắn túm lấy một hồn phách này thu vào bên trong âm hồn mộc mang ở trong ba lô Vừa mới xong Bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài một trận âm thanh náo động Là ai? Đừng có chạy Có người, có người đột nhập vào đây mà bắt lấy hắn Có trộm, có trộm Giang Thiếu Bạch ra khỏi nhà ma Nhìn thấy vài người đang đuổi theo Hàn Uy Mắt thấy Hàn Uy đã bị phát hiện Giang Thiếu Bạch thật sự là đau đầu Thu tiền thu tài của người ta Thì cũng phải giải quyết cho người ta giang thiếu bạch là người làm việc rất có trách nhiệm hắn lập tức lẻn ra khỏi công viên trò chơi sau đó lên gọi một chiếc xe tích tích chở mình về bệnh viện ở trong bệnh viện thanh tĩnh buổi tối bác sĩ cũng không có ở lại nhiều giang thiếu bạch đi qua phòng trực ban nhìn thấy các bác sĩ đang đánh bài hắn đi vào bên trong phòng bạch đem một hồn một phách của hàn chu thả vào trong thân thể hồn phách vừa nhập vào sóng não đồ của hàn chu lên bắt đầu dao động nhìn tình huống của hàn chu một chút rồi từ trong ba lô lấy ra một dây tơ hồng sau đó quấn ở trên cổ tay của hàn chu này cậu đang làm gì vậy giang thiếu bạch vừa buộc xong dây tơ hồng nghe thấy sau lưng có tiếng hỏi hắn quay lại nhìn dây tơ hồng ở trên tay của hàn chu trái tim đập bình bịch hắn nửa đêm đến bên một người đang hôn mê bất tỉnh mà buộc dây tơ hồng sẽ bị coi là tên biến thái không trách lão đầu tử thường bị nói là kẻ lừa đảo thật ra sự tình mà thiên sư làm có đôi khi trong mắt của người bình thường thì là quá biến thái giang thiếu bạch rốt cuộc cũng đã theo kinh nghiệm của lão đầu tử mà không chút hoang mang đứng lên à tôi là bạn của hàn uy nghe nói hàn chu bị bệnh tôi đến để thăm đó đến thăm bây giờ sau tưởng minh đi vào có chút hoang mang Nửa đêm đến thăm bệnh Thật sự cũng có vấn đề lắm À là, là ban ngày tôi rất bận Đến bây giờ mới rảnh đó Tưởng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch Này Tự hồ như nhìn cậu có chút quen mắt à, Mọi người đều nói Tôi tôi giống, rất là giống các minh tinh đó Khả năng là cậu thấy tôi giống những minh tinh nổi tiếng Ở trong công viên giải trí Hà Nội bị nhân viên của công viên Đưa qua cục cảnh sát một đêm Tiên sinh đã muộn như vậy anh đến công viên giải trí làm gì? Hà Nui mặt tối đen ở trong lòng đem mắng chửi Giang Thiếu Bạch một trận, bất đắc dĩ nói: à, à, tôi 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 nghe nói 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 ở à, à, nhà ma công viên giải trí có hiện tượng nháo quỷ tôi tôi tôi, tôi mò tò tò bò muốn 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 gặp quỷ cho nên muốn qua xem đó. Tiên sinh xin anh nghiêm túc một chút. Hà Nội có chút khó nói à, thật 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 sự là như vậy đó. Nữ cảnh sát phụ trách dò hỏi, liếc mắt nhìn sang. Hà Uy bị nhìn thấy bất đắc dĩ thầm nghĩ, sớm sẽ biết ra như vậy, hắn thả chờ bên ngoài công viên để cho Giang thứ Bạch vào một mình còn hơn. Cảnh sát Phương có người đến nộp tiền bảo lãnh. Người cảnh sát liếc mắt bực bội, mày tranh là vẫn khi tốt, trở về thì hào hào mà làm người tốt đi. Hà Uy cạn lời, hắn cũng không hề nề hà, đi theo người nộp tiền bảo lãnh rồi đi nữ cảnh sát uống cà phê, bất đắc dĩ nói với đặc cộng sự hơn nửa đêm, đến công viên giải trí xem nhà ba nhà quỷ là cái chuyện quái gì chứ? là tên gia hỏa này nói dối, rất có thể đến ăn trộm đâu. ấy đừng có xem thường người nọ, cha mẹ hắn làm ở xí nghiệp đó một năm thu đến một hai trăm vạn đó, thôi không có đáng đâu. nếu như không thiếu tiền, vậy gia hỏa này đến đó làm gì? hắn không phải nói sao? là hắn muốn gặp quỷ hiện tại đám thanh niên thích thích những cái trò chơi mạo hiểm như vậy Ê, ở nơi nào mà có truyền thuyết có quỷ lên đến xem nữa công viên trò chơi nhà ma rất nổi tiếng lúc trước có người bị dọa miệng sùi cả bọt mép ngất xỉu ở đó nhát gan không cần đi loại địa phương kia nữa ừ thì thanh niên người ta tò mò thôi tên kia trông to xác như vậy cũng tin tưởng loại đồ vật như vậy sao Ê, tất cả người có tiền đều có cái sở thích biến thái như vậy đó Mấy hôm trước Chẳng phải nói là à, có một nữ minh tinh nổi tiếng Trong thế giới giải trí Nuôi tiểu quỷ con gì Ây da, Là cù man thông đó Là rất lưu hành Ở trong thời đại này đó. Nữ cảnh sát thở dài lắc đầu Những người này thật sự là không biết muốn làm gì nữa Ờ thì Là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi Những người như vậy Ở trong xã hội này quá nhiều Không yên ổn một chút nào cả Hàn Uy bị cho rằng là kẻ không có chí tiến thủ mà rời khỏi cục cảnh sát, cuối cùng thở dài một hơi. Chương 44: Dây tơ hồng. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Hà Uy đi đến bệnh viện. Tưởng Minh nhìn thấy Hàn Uy, sắc mặt kỳ quái. Hà Uy đánh giá đối phương là biết sự tình mình đến Cục cảnh sát cũng đã được thông báo cho gia đình Không hỏi có chút xấu hổ Uy ca anh đã về hàn uy gật gật đầu nghĩ ở cục cảnh sát một đêm trong lòng cũng có chút sợ hãi tưởng minh tâm tình cũng rất tốt nói tiểu chu đã tỉnh rồi hàn uy gật đầu tôi biết tưởng minh hoang mang uy ca anh cũng không có kinh ngạc sao tình huống của tiểu chu vốn dĩ không nghiêm trọng bác sĩ nói rất có cơ hội tỉnh lại tôi lúc trước đã có người gọi điện rồi ra khỏi cục cảnh sát hàn uy liền gọi điện cho giang thiếu bạch Giang Thiếu Bạch nói hồn phách đã đưa vào trong thân thể của Hàn Chu Nghỉ ngơi một chút là tỉnh Giang Thiếu Bạch đối với sự kiện lâm trận bỏ chạy Cũng không để trong lòng Còn đem hóa đơn gửi cho Hàn Uy yêu cầu trả tiền Hàn Uy bị Giang Thiếu Bạch ép cho một trận Nhưng cũng không có nề hà gì Kỳ thật đêm qua tôi ở trong phòng bệnh gặp được một người Người nọ đeo một cái dây tơ hồng cho Hàn Chu Tục ngữ nói rất đúng là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên uy ca anh nói liệu có vấn đề gì hay không hàn uy không vui thôi đừng có nói hưu nói vượn đi cái gì mà thiên lý nhân duyên chứ sự tình tơ hồng hàn uy cũng nghe qua giang thiếu bạch nói ấy chính là dây định hồn bởi vì hàn chu đã kinh hồn lạc phách tuy giang thiếu bạch đem hồn phách trở về nhưng vẫn rất dễ bị ảnh hưởng mà dây định hồn này sẽ có tác dụng nhất định là duy trì sự ổn định của hồn phách Giang Thế Bạch dặn dò Hàn Uy Để cho hắn nhắc nhở Hàn Chu Đừng có đem rứt dây tơ hồng ra Đương nhiên rứt ra thì cũng chẳng sao Lần sau hồn phách ly thể Hắn lại có thêm tiền Bất quá là nẻ mặt người quen Hắn sẽ có chết khấu Người kia nói Hắn là bằng hữu của anh Hắn đúng là bằng hữu của tôi đó Tưởng Minh sốt ruột thì thào Thì ra là có sự tình này Hàn Uy nhìn Tưởng Minh hoang mang Cậu ghế gì À, người kia Chính là người ở công viên trò chơi Lúc trước đã nói Là là hắn là, là là thầy giáo của cái thằng bé Nói Hàn Chu nhà chúng ta có hai cái đầu Sự kiện Lúc đó tưởng Minh Nửa đêm mà ngoài phòng bệnh Nhìn thấy tình huống trong phòng bệnh châm hương Làm lễ Sau đó còn buộc tơ hồng cho Hàn Chu Tưởng Minh nhìn thấy răng thiếu bạch liền cảm thấy quen mắt Chẳng qua lúc đấy không nghĩ tới là ai Sau khi răng thiếu bạch rời khỏi Tưởng Minh ngồi nghĩ mãi mới nhớ ra đã từng gặp qua người này Hà Nội cũng biết Tưởng Minh hẳn là nhìn thấy gì Cậu biết rồi Thì đừng có nói bậy đâu Tôi biết tôi chỉ là không nghĩ tới Anh lại tin vào giam ba cái việc ấy Hà Nội cũng cạn lời nếu như không phải là gặp chuyện này Thì căn bản hắn cũng chẳng tin thật Hàn Uy đi vào phòng bệnh Cha mẹ của Hàn Chu đều đã tới Bên cạnh đang nói chuyện với bác sĩ Điều gì đó Chủ yếu là mô tả lại tình hình bệnh lý Hàn Chu có thể thanh tỉnh nhanh như vậy Đây cũng là kỳ tích của y học Là công lao của các bác sĩ Hàn Uy trong lòng cũng không cho là đúng Hàn Chu tỉnh lại như thế nào Hắn biết rõ Bất quá hạ Bác sĩ làm trò như vậy Hàn Uy cũng chẳng tiện nói Hàn Uy vừa muốn đi Bị cha mẹ của Hàn Chu kéo qua một bên À Uy Sự tỉnh lần này là phải cảm ơn cháu nữa Hàn Mẫu tràn đầy thành khẩn À gì người nói cái gì vậy Hàn mẫu thần bí Là cháu tìm cao nhân tới Là chiêu hồn cho biểu đệ có phải không Ta nghe người ta nói Là cháu thắp hương ở trong bệnh viện Sự tình thắp hương ở trong bệnh viện Kỳ thật không ít Một khi người sinh bệnh tâm lý yếu ớt Sau đó bắt đầu tin thần tin quỷ Cũng không phải là thật sự tin thần tin quỷ Nhưng thả rằng là tin Còn hơn không Rất nhiều người bệnh thậm chí bị ung thư Người nhà cũng đi thắp hương Cầu bái bình an gì đó hàn chu sau khi tỉnh táo lại liền nói với hàn mẫu hắn gặp kinh hồn ở nhà ma hồn phách bị giữ lại hàn uy tìm một người đem cứu hắn ra hàn mẫu nguyên bản là bán tín bán nghi kết quả sau khi nhận được điện thoại nói hàn uy nửa đêm chạy đến công viên trò chơi bị người ta bắt được coi như là trộm cho nên hàn uy ở cục cảnh sát còn nói mình muốn gặp quỷ mới chạy đến đây hàn mẫu ít nhiều cũng hiểu hàn uy biết hàn uy là người đứng đắn không có nguyên nhân đặc biệt Chắc chắn sẽ không làm như vậy Hàn Uy thầm nghĩ Sự tình thỉnh thiên sư Mình làm lén lút Không nghĩ tới tất cả mọi người đều biết A à, Uy Mẹ con nói với con Con đột nhiên chi ra 10 vạn đồng Liệu có phải vì sự tình thật tình thỉnh đại sư hay không Vậy để cho A Di con trả tiền đi Hàn Uy vội vàng nói A Di không cần đâu Việc này vốn là do con mà ra nếu như sự tình biểu đệ mà còn chưa tỉnh lại thì còn phiền toái hơn đâu. Hàn mẫu nắm lấy tay của Hàn Uy, cái này không phải là là do con, thân thể biểu đệ của con vốn dĩ là không tốt. A à Uy, Con, con quen đại sư từ bao giờ vậy? giới thiệu cho A Di một chút được không? Hàn Chu mấy năm trước không cẩn thận dính vào một cái án, xem được án giết người đấy xong thì hồn phi phách tán. Sau đó, liền đi khám ở rất nhiều bệnh viện. Làm cho Hàn Mẫu cũng rất nhọc lòng Hàn Uy bất đắc dĩ Ờ đại sư này Là người cũng rất ẩn thế đó Hàn Mẫu gật đầu Ta biết chứ Bởi vì các vị đại sư thì cũng rất là bận rộn đó Trường 45 Giang Thiếu Bạch vất vả một ngày Buổi sáng mới trở lại ký túc xá Hàn Uy ở bên kia phản ứng rất nhanh Đã chuyển khoản qua Đám người bách quang vũ rất nhiệt tình nhanh đón Giang thiếu bạch tiến vào phòng Mọi người liền vỗ tay bôm bốp ấy à lão tứ ê, thật sự là cậu đi cả đêm chứ Này cậu thật sự là đi phá thân sử nam sao Lão tứ chúc mừng cậu đã chân chính trở thành đàn ông ấy chúng ta buổi tối đi sao hoa một trận để chúc mừng được không Lão tứ Này cậu tìm ai để mà bạch bạch vậy Ê, chúng tôi đã từng gặp chưa Ây à, lão tứ, chi bằng mọi người cùng đi vui đi. hơi Lần sau, hey, nếu như cậu một mình ra ngoài, vậy kêu mấy vị đại ca này cùng đi. Huynh đệ, tốt với nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu được không? Giang Thiếu Bạch ngả lưng xuống giường nói. Không được đâu, tôi ngủ một chút đây. Đêm nay, hắn đã vất vả như vậy. Mệt chết đi được. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch. Gãi gãi cầm. ấy da, à, vậy là dùng sức quá rồi. Quách Phạn cũng gật đầu phụ họa lão tứ nhìn cậu có vẻ mệt mỏi rồi hẳn là cậu quá sức đó lão tứ như vậy liệu có phải là nên ăn một chút củ cải để bổ phải không hai ngày trước giang thiếu bạch đã đem ăn hai cây củ cải ba cây củ cải chỉ còn lại một có lẽ lại càng thêm chân quý giang thiếu bạch trồng củ cải lớn rất nhanh bọn người bách quang vũ đối với hương vị của củ cải cũng rất tò mò bất quá đây là đồ của giang thiếu bạch cũng không tùy tiện động vào được ấy à lão tứ này ấy cậu cậu có muốn ăn củ cải hay không tôi tôi lấy cho cậu đó giang thiếu bạch liếc mắt nhìn bách quang vũ à, được rồi bách quang vũ không chờ nổi nữa liền mở túi củ cải một bên đưa cho giang thiếu bạch một bên tự mình lấy một miếng củ cải đã xấy khô giòn ăn rất ngon miệng bách quang vũ và lý vũ hàm cùng nhai răng rắc mọi người cùng ăn giang thiếu bạch liếc bách quang vũ này củ cải này không thể ăn quá nhiều đó Sẽ sông bộ tên lên tận đầu đó Bách Quang Vũ cũng không để trong bụng Bất quá cũng chỉ là củ cải mà thôi Lão tứ này đừng có làm quá Người coi củ cải là nhân sâm sao Từ bé đến giờ ta còn ăn củ cải nhiều hơn cơm đó Ê là lão tứ Đi học thôi Này dậy rửa mặt đi học chứ Giang Thiếu Bạch lời biến Thôi đi hôm nay tôi bỏ học Bách Quang Vũ vẻ mặt đầy hắc tuyến ấy à, lão tứ cậu thật là mất dạy đó Bỏ học thì cũng không có đáng bao nhiêu Gia hỏa lão tứ này Rốt cục mà cứ hư hỏng như vậy hay sao Vừa mới khai giảng Hắn còn tưởng rằng lão tứ này là một tên chăm chỉ hiếu học Sẽ khắc khổ nỗ lực học tập Kết quả là hắn đã nhìn nhầm Giang Thế Bạch nhìn lên trên giường mà nói Tôi đột nhiên phát hiện Ai, à, Sau này học hành xong Làm nhân viên văn phòng cũng chẳng đáng bao nhiêu cứ như vậy cố gắng học tập Tự hồ như cũng không phải là quá quan trọng Đối với tôi làm thiên sư kiếm tiền nhiều hơn đó Giang Thứ Bạch dơ lên di động Bây giờ ở trên tấm thẻ ngân hàng của hắn Đã có đến ngót 40 vạn Nếu như làm nhân viên văn phòng Tiền lương mà nói Làm sao được nhiều như vậy Nếu như để được nhiều như thế dễ Có khi cũng phải đến mấy năm mới được Bách Quang Vũ lại càng cạn lời Quách Phạm lại càng bất đắc dĩ lão tứ ê, thật sự là như vậy đó có lẽ cậu nghỉ ngơi một chút đi chúng tôi đi thôi nếu không sẽ muộn học giang thiếu bạch nói à, được rồi cổ cải là một rất bổ đó đám người bách quang vũ cũng không để ý tới giang thiếu bạch mông lông buồn ngủ liền mang sách vở rời đi hắn nhìn cửa ký túc xá đóng lại Khóe miệng nhếch lên một nụ cười rào hoạt thật sự là rất bổ đó các người không nghe lời người lớn nói sẽ chịu tai họa sau đó hắn nhắm mắt chìm vào mộng đẹp Trong lúc mơ mơ màng màng Hắn ngửi thấy vị ngọt ngọt Ở trong cổ họng Một mùi hương dễ chịu Giang Thiếu Bạch hít sâu một cái Đều đem hít tất cả mùi hương này vào trong phổi Hấp thu cỗ hương khí này Đầu óc của hắn bỗng nhiên thanh tỉnh Mở bừng mắt Hắn thấy Diệp Đình Vân đang ngồi ở mép giường Hứng thú nhìn hắn Tâm trạng của Giang Thiếu Bạch nhảy dựng lên Này cậu tại sao lại tới đây Diệp Đình Vân cười cười Là tôi ở trên đường gặp bọn bách quang vũ thấy cậu không ở đó do hỏi tình huống hắn nói đêm qua cậu đi ra ngoài chơi là tinh lực tiêu hao quá độ cho nên đi qua hỏi thăm nữa giang thiếu bạch cười thầm bách quang vũ cái tên ngốc này đúng là cái gì cũng đem ra ngoài nói Đây à, là lão đại hắn nói hữu nói vượn đó không có gì đâu diệp đình vân cười cười nói như vậy cậu vẫn là sử nam giang thiếu bạch nhịn không được đỏ mặt ở à, cái này cái này nếu như không phải ra ngoài tìm việc vui Vậy cả đêm cậu ra ngoài làm gì Giang Thiếu Bạch lại càng cạn lời Diệp Đình Vân là dò hỏi mình sao À có một vị bằng hữu thất tình Tôi đi ra ngoài an ủi hắn một chút Không cẩn thận Cho nên là mãi chơi chậm một đêm thôi Diệp Đình Vân tò mò Ở Kinh Đô cậu còn có bạn sao Giang Thiếu Bạch là một con dế nhũi Đến từ nông thôn Ở Kinh Đô Có bạn thì tựa hồ là kỳ quái lắm À cậu xem, tôi lớn lên đẹp trai như vậy, bằng hữu kết duyên cũng là bình thường thôi. Diệp Đình Vân chống cằm. ờ, mặt của cậu cũng coi như là đẹp trai, nhưng mà trông cậu quá quê đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Lời này nói thật là cay đắng. Chương 46. Củ cải đại Bộ Sau một lúc nghi ngờ, cửa bị mở ra. Ba người Bách Quang Vũ đồng thời xông vào bên trong. Bách Quang Vũ đám người quay về ở ký túc xá diệp đình vân đã rời đi giang thiếu bạch lời biếng chẳng buồn liếc nhìn cười cười quay mình tiếp tục ngủ bọn bách quang vũ bất chấp tất cả đều lao vào trong buồng vệ sinh rất nhanh có một mùi vị cổ quái chuyển đến giang thiếu bạch trong lòng nói thầm còn mẹ nữa chứ ban ngày rồi mà còn tuyên dâm đám người bách quang vũ thời điểm trong phòng tắm đi ra lập tức dựng giang thiếu bạch dậy Ây à lão tứ cái củ cải của cậu thật sự là bổ đó bách quang vũ mặt đỏ bừng bừng thầm nghĩ rốt cuộc củ cải hay là thuốc tráng dương vậy tuy rằng thiếu bạch lúc trước đã nói củ cải là đồ đại bổ nhưng bách quang vũ căn bản không để trong lòng kết quả đi ra ngoài không được bao lâu hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng càng ngày càng nóng rồi ở phần dưới hắn thằng em của hắn tự nhiên nhất trụ kình thiên Vất vả lắm mới đợi đến lúc tan học Bách Quang Vũ Quách Phạn và Lý Vũ Hàm Tình huống cũng y như nhau Ở trong ba người Bách Quang Vũ ăn nhiều củ cải khô nhất Tình trạng cũng tệ nhất Hắn có chút phát sầu Không biết là các em gái ở trong lớp Có biết hắn có sự tình lạ hay không Ban ngày ban mặt mà lại động dụng như vậy Cho đến khi các em gái tưởng hắn là tên biến thái Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ một cái có chút cảm giác vui vẻ khi người ta gặp họa. Tôi đã nói rồi, nó bổ thật, ai bảo cậu ăn nhiều như vậy. Bách Quang Vũ còn tưởng rằng là nói giỡn, ai ngờ là Lão Tứ lại nói thật. Ngủ một giờ, Giang Thiếu Bạch đã khôi phục không ít nguyên khí. Nào, giãn ra đi, giãn ra đi. Ây, nhìn mặt của các người kìa trông như là một bầy dê động dục phóng đẳng đó. Bách Quang Vũ vây quanh Giang Thiếu Bạch. Ây à, Lão Tứ, Cổ cải kia cậu làm cho tôi một ít được không à, Nói hưu nói vợn cái gì Tôi làm để cho tôi ăn đó Diệp Đình Vân ở bên kia đã sinh nghi Lần sau nếu như hắn ra tay Rất dễ dàng Có thể là sẽ bị người ta nắm được đầu mối Bách Quang Vũ buồn bực Hay à, cậu một mình cần như ăn nhiều như vậy sao Giang Thiếu Bạch nói Đương nhiên là ăn nhiều Linh khí ở bên trong củ cải Có thể hóa giải hết âm khí triền thân Bất quá đối với người bình thường mà nói Ăn vào chỉ có tác dụng tráng dương mà thôi Bách Quang Vũ dầu dí Nhìn Giang Thiếu Bạch Ây a à, cậu không sợ đến khi mà tinh tấn nhân vong sao Lúc này Bọn Bách Quang Vũ còn đang vây quanh Cây củ cải còn lại ở ngoài ban công Mấy người nhìn cây củ cải Ánh mắt trông như là nhìn mỹ nữ vậy Giang Thiếu Bạch đứng đằng sau khoanh tay nói Lão Đại Đừng nhìn như vậy Cây củ cải nó sẽ sợ trột mà chết đó Bách Quang Vũ quay đầu Nghiêm túc nhìn Giang Thiếu Bạch Lên nắm lấy tay hắn Hây à lão tứ Cây củ cải này rốt cục là cái gì vậy Chẳng lẽ Lúc trước Giang Thiếu Bạch đưa cho hắn Chọn mấy cây củ cải Mà cây củ cải này Khẳng định hắn đã cho người ở trong nhà Đi kho rồi Phí phạm của rồi Phải biết thật là rất phí phạm của rồi Nếu như lúc đó biết rằng cây củ cải trồng lên Có tác dụng như thế này Hắn nhất định sẽ không thể nào ném cho đợt ở trong nhà bếp nhà mình đi kho như vậy mà nhất định sẽ đem chồng để được như ngày hôm nay nhìn ra bách quang vũ đang suy nghĩ điều gì giang Thiếu bạch phớt tay củ cải này là loại đột biến gen là có thêm những chất dinh dưỡng rất tuyệt vời đó chứ củ cải bình thường không có công hiệu như vậy ấy dinh dưỡng gì vậy ở đâu vậy bách quang vũ nhìn giang thiếu bạch Ê, đây là bí mật này đây là một bí mật đó không thể nói cho cậu được bách quang vũ thầm nghĩ lão tứ này tựa hồ rất nhiều bí mật giang thiếu bạch nhìn cây củ cải cuối cùng liền vén tay áo lên ây à lão tứ cậu muốn làm gì vậy bách quang vũ chặn trước mặt của giang thiếu bạch ờ, tôi muốn cắt nó đó bách quang vũ khổ sở ây à thật là đáng tiếc đó củ cải này là chiêu bài của ký túc xá chúng ta chỉ còn lại một cây củ cải cuối cùng nếu như cắt đi ăn thì sau này làm sao bây giờ Củ cải này là một đề tài câu chuyện bất diệt của phòng ký túc xá bọn họ. Đương nhiên là thậm chí có cả những em gái mò tới hỏi tình huống của cây củ cải. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ hừ một tiếng. Này, cậu muốn phòng ký túc xá của chúng ta tất cả đều biến thành các vị ca ca thỏ hay sao? Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, lão tứ này thật là cả nghĩ. Cho đến bây giờ, lão tứ cũng vẫn cứ một mình mang cái danh hiệu thỏ ca, bọn họ vẫn là trong sạch mà. Giang Thiếu Bạch cắt cái củ cải đi Bách Quang Vũ ở một bên liền vội lấy mấy lát củ cải sấy khô ăn Đã có một lần vết xe đổ Hắn cũng không có dám ăn quá nhiều Giang Thiếu Bạch chậm rãi Ăn củ cải Thầm nghĩ tiếp theo vẫn là mua hai cây nhân sâm mà nuôi Củ cải nói gì thì nói Trồng lên cũng mất nhiều công sức Nếu như là nhân sâm Có thể sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều bách quang vũ nhìn giang thiếu bạch ăn củ cải có chút kinh hãi ây à lão tứ cậu ăn nhiều như vậy liệu có gây ra vấn đề gì đừng có coi tôi như là cậu đó tôi khác bách quang vũ gật đầu nghĩ đến điều gì đó lại nhìn giang thiếu bạch ánh mắt đầy khó hiểu giang thiếu bạch bị bách quang vũ nhìn đến tê dại cả da đầu cái tên gia hỏa bách quang vũ này ánh mắt tràn đầy đồng tính là sao không lẽ hắn ăn củ cải vào lại muốn âm mưu với mình này đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi nhé Ở Diệp ra Nhị ca Anh xác định người kia là Giang Thiếu Bạch Diệp Miểu nhìn Diệp Đình Vân Diệp Đình Vân gật gật đầu Lúc trước có người người đã nói Có người ở trong trường học Đã hút đi một dòng khí trên người hắn Ngoài trừ Giang Thiếu Bạch thì còn ai đây Thời điểm có người liền tiếp cận hắn như vậy Hắn không nhìn thấy mặt Nhưng đến khi vào ký túc xá của Giang Thiếu Bạch hắn rõ ràng cảm giác được giang Tiêu bạch hút đi mộc khí trong thân thể của mình diệp miểu khó xử vậy bây giờ làm sao đại ca diệp đình vân lắc đầu tôi không biết tình huống thân thể của hắn rốt cuộc phải có biện pháp để giải quyết theo lý mà nói hắn phải cao hứng thế nhưng diệp miểu liền hướng tới diệp đình vân diệp đình vân nhìn diệp miểu trong gang tấc sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ cậu đang làm gì vậy diệp miểu xấu hổ em đang nghĩ nhị ca có lẽ là gần một chút sẽ sẽ tìm ra được vấn đề đâu phải nhất định là giang thiếu bạch diệp đình vân đẩy diệp miểu ra bất đắc dĩ cho dù là không phải giang thiếu bạch cũng không phải là cậu đâu diệp miểu nhún vai ờ thì em thử xem diệp đình vân hít mắt giang thiếu bạch là một thiên sư đó diệp miểu kinh hãi hắn là một tên thần côn mà bất quá thần côn cũng đi học đại học sao còn đâu có ai quy định là thiên sư thì không thể đi học đại học hiện tại kẻ lừa đảo cũng bắt kịp thời đại Nếu như mà kẻ lừa đảo không bắt kịp thời đại Thì lấy đâu ra tiền Diệp Miểu lại nói Nhị ca Lần sau nếu như anh lại phát bệnh thì làm sao Đến lúc đó đi tìm tên Giang Thần Côn đến Để để hút một ngụm sau Diệp Đình Vân cao mày trần trừ Đến lúc đó rồi tính Hắn nhắm mắt lại Trong lòng bỗng nhiên thấy phiền loạn Hắn hiện tại đối với Giang Thiếu Bạch này Còn có quá ít thông tin Có lẽ cũng phải nên điều tra một chút Nghỉ ngơi một buổi sáng Đến giữa trưa Giang Thiếu Bạch đã tràn đầy sức sống Bởi vì buổi chiều không có đi học Hắn đang tính toán Đi tìm hai ông cháu bán củ cải kia một chút Thuận tiện muốn đi mua vài cọng nhân sâm Hắn đi đến cổng trường Thì gặp Diệp Đình Vân Bạn học Giang muốn đi ra ngoài sao Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói Vừa bạn tôi cũng đang rảnh Có muốn cùng đi chứ Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt thầm nghĩ Diệp Đình Vân tính đi tìm hắn đi chơi không lẽ là muốn điều tra mình sao?" Hắn cảm giác có chút đỏ mặt lên. "Buổi chiều không có tiết học, Diệp Đình Vân nói, hẳn là cũng không có tiết học, hay là gia hỏa này trốn học." Nhìn dáng vẻ này, Diệp Đình Vân cũng không phải là cái loại sinh viên chăm chỉ, bất quá, hắn là con nhà gia tài bạc triệu, cũng không cần phải làm sinh viên chăm chỉ làm gì. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói, "Mặt của cậu rất đỏ, là cậu sốt sao?" Giang Thiếu Bạch sờ sờ khuôn mặt, "Ờ uh, ờ uh, đâu, đâu có gì đâu." Hắn ngồi ở trên xe của Diệp Đình Vân Hướng mục tiêu đến Diệp Đình Vân liếc mắt Là muốn đi mua nhân sâm sau Giang Thiếu Bạch gật đầu Là đúng vậy đó Vốn là muốn đi mua củ cải Bất quá có Diệp Đình Vân ở đây Giang Thiếu Bạch cũng muốn để cao mình lên một chút Củ cải kia cậu nuôi cũng không tệ Chỉ là tay nghề như vậy nuôi củ cải Chẳng phải là hoang phí Cũng không có cách nào cả Tôi thật sự là muốn mua nhân sâm Bất quá nhân sâm trên thị trường đó là phẩm chất quý Lại cũng rất hiếm nữa Diệp Đình Vân chống cằm Cậu mua chẳng phải là kiếm được nhiều tiền sao À cũng không có phải là quá nhiều Cậu đã rất lợi hại Bằng tuổi này như vậy Người như cậu sẽ đi kiếm tiền Nhưng không có nhiều lắm Giang Thiếu Bạch trong mắt đào đào Diệp Đình Vân cũng không tệ Hắn hiện tại cũng là lương một năm mấy chục vạn Nếu như cố gắng một chút Lương một năm cũng đến 500 vạn Tôi mang cậu đến cửa hàng dược thảo của Diệp ra Cậu có thể chọn Diệp Đình Vân nói Giang Thiếu Bạch cười cười đây Thật sự là cảm ơn đó Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân cầm tay lái Nghĩ thầm Tay lái ở trong tay người Người thích đi đâu thì đi đó Diệp Đình Vân mang Giang Thiếu Bạch đến Là một cửa hàng dược liệu loại xa hoa quý giá Cửa hàng dược liệu này Là rất nổi danh Dược liệu ở bên trong So với những cửa tiệm khác Đều là thượng phẩm không phải là cao hơn một ít mà giá cả cao hơn rất nhiều. Giang Thiếu Bạch ở trong tiệm này mua hai cây nhân sâm, tiêu phí hơn 40 vạn. Mua được hai cây nhân sâm này, Giang Thiếu Bạch cảm giác rất dễ chịu, thế nhưng cũng lại vô cùng tiếc tiền đến phát khóc. Hắn gãi gãi đầu nghĩ thầm, quả nhiên cuộc sống bây giờ thật là gian nan, tiền vất vả kiếm được như vậy, nhoáng một cái đã tiêu hết. Diệp Đình Vân nói, thoạt nhìn cậu trông ở oải. Giang Thiếu Bạch miễn cưỡng cười cười, "Ờ à, ờ à, còn tốt đó. Là tiền đó thật sự là tiền đó hơn 40 vạn ở nông thôn có thể mua được một mảnh đất nhỏ đó, ấy vậy mà chỉ mua được hai cây nhân sâm." Giang Thiếu Bạch phát hiện, kỳ thật mình cũng rất khổ sở. Cửa hàng dược liệu nhà tôi như vậy, tuy rằng quý một chút, nhưng tiền nào của nấy, cậu ăn qua sẽ biết. Giang Thiếu Bạch run rẩy khóe miệng, bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái. Diệp Đình Vân này giống như là một thụ viên vậy, theo đạo lý nước phù sa không chảy ruộng ngoài là đem mình đến. Không lẽ. Chương 47. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, tâm tình cũng rất tốt đẹp. Này, quần áo cậu mặc cũng rất là quê. Tôi mang cậu đi mua mấy bộ quần áo đẹp. Giang Thiếu Bạch xấu hổ cười cười. Ê à, Quần áo cứ mặc là được rồi Đẹp thì cũng đâu có tác dụng gì Không cẩn thận đã tiêu hơn 40 vạn Tiền còn lại trong người của hắn cũng không nhiều Vất vả lắm mới giàu có được hai ngày Thoáng một cái đã lại trở thành tên nghèo hèn Giang Thiếu Bạch không khỏi có chút buồn bã mất mát Diệp Đình Vân cười cười Có một chút tiền thôi Đâu có vấn đề gì Tương lai tôi cũng không hy vọng Ê, à, Đối tượng tài tiến của tôi suốt ngày giống như một tên dế nhũi vậy giang thiếu bạch thật sự là cạn lời kẻ có tiền đúng là nói gì cũng được diệp đình vân mang theo giang thiếu bạch đi đến khu buôn bán thương mại mua cho giang thiếu bạch vài bộ quần áo giang thiếu bạch lại bị diệp đình vân đẩy vào phòng thử đồ thử các loại sau đó hắn mang giang thiếu bạch đến trung tâm thương mại khác mua quần áo hoàn toàn không cần xem giá diệp đình vân này không cần để bụng giá đến nỗi giang thiếu bạch thậm chí còn giật mình ngay từ đầu mua quần áo giang thiếu bạch còn có chút ngượng ngùng chỉ chọn vài bộ quần áo thường thường thế nhưng hắn cảm giác dù sao tên diệp đình vân này cũng không thiếu tiền nhiều tiền cũng có cái tốt của nhiều tiền quét qua một loạt cửa hàng giang thiếu bạch bị diệp đình vân thúc giục thử không ít quần áo thời điểm nhìn thấy giá quần áo giang thiếu bạch choáng váng còn mẹ nó chứ này vị khách nhân kia ấy vừa rồi tôi nhìn thấy thật là đẹp trai đó ấy còn cái tên có tiền kia cũng rất là tuấn tú này không lẽ hai tên này là gay ấy có tiền như vậy đẹp trai như vậy vì sao lại gay chứ Ây à đàn ông bây giờ thật là đau khổ đó đẹp trai đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau giang thiếu bạch đi qua cửa hàng có rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ và ghen tức càn quét qua hai người bọn họ ôm một đống chiến lợi phẩm giang thiếu bạch có cảm giác lão đầu tử nói rất đúng Ăn cơm mềm kỳ thật cũng không có gì tốt Từ khi tới kinh đô Hắn có một loại cảm giác Hình tượng không đáng tin của giang lão đầu tử Tự hồ càng ngày lại càng to lớn Hắn xách theo mười mấy cái túi Đi vào trong ký túc xá Bọn Bách Quang Vũ nhìn giang thiếu bạch Lớn lớn nhỏ nhỏ lình kỉnh như vậy Thì không khỏi giật mình Ây à lão tứ Mua làm gì mà nhiều quần áo như vậy Bách Quang Vũ tràn đầy kinh ngạc Quách Phạn đi lên cũng kinh hãi nói Ê lão tứ tựa như phẩm bị của cậu tăng lên bách quang vũ nhìn từng cái ya, đây đều là hàng hiệu đó lão tứ cậu dám chi thật đó hey, là diệp đình vân trả tiền đó đám người của bách quang vũ nhất thời khựng lại nhìn giang thiếu bạch hay da là cậu được diệp đình vân bao nuôi rồi giang thiếu bạch cạn lời hắn không có bị bao nuôi hắn chỉ là tiêu hết tiền tình à. huống lại khẩn cấp cho nên bất đắc dĩ nhận lấy hảo ý của diệp đình vân mà thôi Hắn cảm thấy là Diệp Đình Vân chỉ sợ là cố ý đem hắn đi mua nhân sâm để tiêu hết tiền Để có cớ để dẫn hắn đi mua quần áo Để cho Giang Thiếu Bạch nợ Diệp Đình Vân một đám ân tình Nói bậy nó bại gì đó Là tôi nợ đó, đến lúc có tiền tôi sẽ phải trả đó Bách Quang Vũ nghi hoặc nói Ê Thiếu Bạch, ê, tiền của cậu đâu? Chẳng lẽ cậu đi đánh bạc tiêu hết tiền rồi à? giang thiếu bạch liếc mắt một cái khinh thường nghĩ cái tên hỗn đản bách quang vũ này không lẽ trong mắt của mình trong mắt của hắn mình lại đến như vậy sao tôi chỉ là đi mua hai cây nhân sâm không cẩn thận là tiêu quá thôi bách quang vũ mê hoặc lão tứ ấy à, như vậy cậu trồng củ cải rồi thì còn cần nhân sâm làm gì nhân sâm và củ cải không có giống nhau đâu Bách Phạn nhìn giang thiếu bạch một chút này này ấy à, là đều là những hàng vip mua nhiều như vậy giang thiếu bạch nhìn lại quả thật hình như là mua có quá nhiều diệp đình vân nói không sai quả nhiên là vào những tiệm đó đều là những tiệm cao cấp những người phục vụ đều rất chuyên nghiệp bất quá sợ rằng những người ở trong tiệm đó coi hắn giống như là sugar baby của daddy diệp đình vân vậy bạch quảng vũ chớp mắt ấy là lão tứ nếu như mà thiếu tiền thì nói với tôi đó tôi chỉ cho cậu con đường phát tài giang thiếu bạch tò mò là cậu có ý tưởng gì sao thì cậu có thể bán củ cải đó bách quang vũ nói làm cho giang thiếu bạch cạn lời bán củ cải để kiếm tiền còn mẹ nó chứ nếu như một thời gian sau sợ rằng cái tên tuổi thỏ ca ca của hắn càng ngày lại càng phát triển ra lại nói hắn vất vả lắm mới thi đỗ được đại học Chính là muốn đảm bảo cho lão thần côn Đem sự nghiệp phát dương quan đại Nếu như một ngày quay về bán củ cải Thì sẽ mặt mũi ra sao đây Bán củ cải có thể lãi được bao nhiêu hey, Cậu bán củ cải đó Là 10 vạn đồng một củ Giang Thiếu Bạch lại cạn lời Hắn suýt chút nữa đã quên Bách lão đại này là một tên phú nhị đại Cũng không có thiếu tiền Không được Tôi còn phải giữ cho mình ăn đó hey, Cậu cũng đâu có thiếu tiền đâu Giang Thiếu Bạch gãi gãi cầm Cái này cậu không hiểu à Quân tử yêu tiền thủ trị hữu đạo đó Cái gia hỏa lão tứ này Luyến tiếc cổ cải Có lẽ cũng không cần phải quá đáng như vậy chứ Vậy cậu tính sao Giang Thiếu Bạch mở ra Điện thoại di động của mình nhìn một chút, chút Diệp Tinh dường như có vẻ rất có tiền Có lẽ tôi sẽ đi xem lừa tiểu hải tử này một chút còn mẹ nói chứ cái tên quân tử gì mà đi lừa trẻ con vậy trẻ con là dễ kiếm tiền đó bách quang vũ lại nghĩ cái tên giao hỏa lão tứ này đúng là mặt dày mất quá là có vấn đề đó giang thiếu bạch có chút u buồn nói bách quang vũ bĩu môi lừa trẻ con thì tất nhiên là có vấn đề giang thiếu bạch nói diệp tinh có vẻ như không có tiền bởi vì lần trước mình tự hồ đã lấy hết toàn bộ tiền để dành của thằng bé bách quang vũ lại nghĩ À... Dù sao đó Đấy là trẻ con Là tương lai của tổ quốc đó mươi 48 Bãi đỗ xe ngầm Diệp Mèo ngồi trên sofa Thỉnh thoảng liếc nhìn sang Diệp Đình Vân Diệp Đình Vân nói Có gì muốn nói sao Diệp Mèo chớp mắt Nhị ca Ở trên diễn đàn của trường Có người nói là anh đem bao dưỡng Giang Thiếu Bạch Diệp Đình Vân chống cằm Ờ à, Tin tức ở trên diễn đàn nhanh như vậy sao Diệp Miểu gật đầu Trong mắt liếc liếc Nhị ca anh nghiêm túc chứ Diệp Đình Vân chống cằm Chỉ là muốn uh, tiếp xúc một chút Để xem ra hỏa này thế nào thôi Diệp Miểu tò mò Nhị ca vậy anh có dò ra điều gì không Là một kẻ nghèo hèn thật sự Diệp Miểu khóe miệng run rẩy Nhị ca Cái này không cần phải dò hỏi Vừa nhìn là biết là cái loại nghèo hèn mà Thật ra kẻ nghèo hèn Cũng không phải tùy tùy tiện tiện mà đánh giá người ta được nhưng gia hỏa giang thiếu bạch này tựa hồ cũng hiểu huyền pháp thân thủ khác hẳn người thường cũng không biết gia đình lúc trước có liên quan gì với lão thần côn đến cái ước định hôn nhân trước đây của mình hay không diệp miểu bỗng nhiên nghĩ tới nhị ca anh anh hoài nghi giang thiếu bạch kia là giang thiếu bạch lần trước dò hỏi diệp tiểu thư khẳng định là có vấn đề sau này cũng không có tin tức gì nữa Liệu có phải là biết khó mà lôi Trường học bây giờ có rất nhiều tin tức về Giang Thiếu Bạch Cho nên Diệp Đình Vân đi mua quần áo cho Giang Thiếu Bạch Chuyện này cũng làm ẩm mỹ không thôi Đại đa số mọi người đều nghĩ Diệp Đình Vân chính là đưa Giang Thiếu Bạch đi mua quần áo Chuyện này ở trong trường rất nhiều người đang dì dầm Hoàng Bội Bội cho rằng Giang Thiếu Bạch này đúng là một cái tên khốn nạn Mỗi một tháng Nhiều một người chỉ có độ một hai ngàn sinh hoạt phí mà Giang Thiếu Bạch được xưng là kẻ có tiền chỉ là hắn một chút đã bỏ ra nhiều tiền mua quần áo như vậy khẳng định là một tiểu tư sản Giang Thiếu Bạch đem hai cây nhân sâm mua về trồng ở trên chậu hoa ở bên ban công bắt đầu nuôi nhân sâm đổi thành củ cải đám học sinh cũng giật mình sự tình củ cải qua một thời gian nhiệt độ đã giảm xuống cho nên mọi người cũng giảm đi hứng thú với hắn Giang Thiếu Bạch nguyên bản còn đang lo lắng Người trong trường học hiện tại sẽ đến ăn trộm nhân sâm Kết quả So sánh với nhân sâm Mọi người thích thích củ cải hơn Hắn trồng nhân sâm Mọi người lại không có hứng thú Giang Thiếu Bạch lầm bầm chửi Mấy cái người này đúng là không có mắt Nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Bách Quang Vũ ở trong ký túc xá Ngồi xem sách vở Nhìn nhìn Giang Thiếu Bạch Ây à lão tứ thật sự là cậu không gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi sao Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ Sao lại nói như vậy Bách Quang Vũ nhún vai Ây à, tôi cảm thấy ạ Nếu như cậu gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi Sẽ trở thành một cánh tay đắc lực đó Mới mời cậu gia nhập đó <laughs> Câu lạc bộ của các cậu gần đây có hoạt động gì à Có chứ Cái gì vậy Hay à, có rất nhiều Ở thành thị Có những truyền thuyết đô thị ở gần đây chúng tôi muốn đi xem đó Ai, lại muốn đi tìm đường chết sao? Thật sự là mấy cái tên phiền toái, đúng là cái bọn nhiều tiền sinh ra nhàm chán. Sự tình hoàng bội bội nhảy lầu, còn chưa có qua bao lâu. Vậy là này đi đâu vậy? Là một cái bãi đỗ xe ngầm đó. Bãi đỗ xe. Ở trên đường Hàng Phong có một bãi đỗ xe ngầm. Hay à, người đi vào trong đó rất dễ bị lạc đường không tìm được lối ra cho đến lúc được người ta tìm được. Hi à thì nghe nói đã tuyệt khí rồi cái bãi đỗ xe này quá nhiều việc sự kiện xảy ra hơn 20 năm trước có một thuật sư đã phong tỏa bãi đỗ xe đó đoạn thời gian gần đây có rất nhiều người đi tìm tòi tài liệu về các sự kiện thần quái có một người rất nổi danh mang theo các hội viên của câu lạc bộ mình muốn thăm dò bãi đỗ xe nghe nói sau khi bọn họ đi vào mang theo cả camera tiến vào không lâu thì liền hỏng rồi cả cả người chủ diễn đàn cùng với mấy tên trợ lý và nhiếp ảnh ra đều biến mất bọn giang thiếu bạch liếc mắt nhìn bách quang vũ như vậy này, tốt nhất là tôi xem cậu đừng có đi đó một khi bị lạc bên trong thì không có tốt đâu có thể là chết đói đó việc này cũng không có huyền bí như vậy đám kia mất tức trên thực tế có thể là trốn đi đâu đó đó rất có thể chỉ là sợ tung hỏa mù đó từ sau khi đám người kia mất tích mọi người lại càng thêm tò mò qua mấy ngày liền có người xuất hiện bác bỏ tin đồn nhảm giàng thiếu bạch cũng nói thế giới này quả nhiên là coi trọng vật chất cái gì cũng có thể là tung hỏa mù thật thật giả giả để kiếm tiền bất quá hắn cũng cổ quái cảm thấy sự kiện bãi đỗ xe không có đơn giản như vậy hắn nghĩ nghĩ rồi nói lão đại mặc kệ như thế nào thời điểm mà cậu đi đó mang theo mấy khối sô cô la có thể bổ sung thể lực một chút đến lúc đó nhỡ đâu có em gái nào mà bị đói thì có thể lấy ra cho em ăn mình có thể tranh thủ tình cảm của em ấy biểu hiện ra một thân phong độ bách quang vũ cũng gật đầu hê, 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 có đạo lý hê, lo trước khỏi họa sau quách phạn chống cằm lão đại nhưng mà phải mang nhiều một chút chính cậu béo như vậy không đủ ăn thì đừng nói gì đến việc cho người khác đến lúc đó sẽ mất phong độ đó bách quang vũ liếc mặt sang con mẹ nhà người đó Hết trường 48 Hết tập 6 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại